Chúng ta đến với trận thi đấu thứ 5 chung kết của chim sẻ và e he. Hy vọng sẽ có một bài đẹp hơn. À, thấy bảo là sắp tới có một người chuẩn bị mua xe. Không biết đấy là ai. Thấy bảo là ông này hôm qua vừa mới thi xong cái bằng lái xe rồi. Một con người rất dị. Bằng lái máy bay thì đã có nhưng mà bây giờ mới thi lại bằng lái ô tô. Thế mới hay. Mấy bạn, các bạn biết là ai không? Ông này sắp chuẩn bị mua ô tô đấy. Mà không phải là mua cái con C200 của Bi đâu. Khả năng sẽ mua con Mercedes hoặc là con Lamborghini chẳng hạn. Đấy, đi cho nó hoành tráng. Không mua thì thôi, mua thì mua con nó cẩn thận. Nó ra hồn nó con xe. Bật mí bạn một chút thông tin đó. Ngày hôm qua thì Chim Trắng cũng vừa mới đi thi bằng lái xe xong, với có đỗ không. Hôm qua vừa đi thi xong. Hôm đó lý do mà tại sao mấy ngày hôm nay thì không có kèo chim sẻ, mặc dù sẽ được nghỉ hè rồi. Thấy thông tin nhận về thì hôm nay vừa mới thấy ông Thần trong lúc nghỉ ngơi thì vào đang xem con Audi R7. Tôi thì cũng đang định mua con Lam, một con Lam, nhưng mà của tôi là xe Lam, còn thằng kia là Lamborghini đấy. Nó khác nhau tí thôi. Như nhau mà cùng là Lam hết. Tôi định mua con xe Lam để có thể làm thêm cái nghề chở thuê. Như gọi là chở đồ dùng các thứ chuyển từ nơi này sang nơi khác. Thi trượt nhé vơ, chắc chắn là không phải rồi, bởi vì là chưa có thông tin nhận về. Bạn biết rồi, đống thần sẻ thi trượt khó lắm. Khổ nó cứ cầm một túi tiền, một núi tiền đắp vào mặt ban giám thị thì trượt hơi khó. Đắp mặt ban giám thị là bây giờ thì em muốn thi qua có được không ạ? Không được thì lại thêm. Các bạn nhớ rằng ở Hà Nội này, những có những thứ không thể mua bằng tiền thì nó sẽ được mua bằng rất nhiều tiền. Nên là không có chuyện gì là không thể. Không gì là không thể. Mà chỉ các bạn là có tiền hay không thôi. Đó là cái đời, vâng, đó là cái đất Hà Nội. Rất phũ phàng nhưng mà tôi bắt buộc phải nói là như vậy. Chim sẻ không mở quán à? Và cái quán nét của mang tên Chim sẻ nắng thì cũng đã có. Quán nét do anh trai ruột của Chim sẻ nắng mở. Nhưng mà ông Thần này mở được quán nét nhưng mà chơi lại quá nhiều. Nên là sau đó quán sập tiệm và dường như là đóng cửa rồi. Thôi chúng ta quay trở lại bài chim sẻ thôi, một bài ổn hơn rất nhiều. Rất người hỏi tôi là sao sẻ lấy số 1. Số 1 thì thường các bạn sẽ nghĩ là số người lập mạng nhưng không phải. Số 1 cũng là số tượng trưng cho ngôi vị độc tôn. Số 1, I am number one. Không ai có thể vượt qua tôi. Nhưng mà tôi lấy cái số 1 này. Và đó cũng là lý do tại sao mà Sen Long rất hay lấy số 1. Các bạn có để ý không? Rất hay lấy số 1 đến từ game thủ Sen Long. Thần Long của Trung Quốc. Hay người ta còn gọi là Thương Long. Thương Long và Thần Long đó là một. Vừa rồi xin số điện thoại chim sẻ mà em thì có. Liên lạc có toàn qua Facebook thôi. À vâng, xin thông báo các bạn luôn là tối ngày hôm nay Chim Sẻ Nắng sẽ stream trực tiếp trên kênh Twitch.tv gạch chéo Team Game TV. Các bạn nhớ kỹ nha. Vâng, thì bạn Sa Huy không spam nữa, mình đã nói rồi. Vâng, mình không có số điện thoại. Mà có thì mình cũng không cho được. Bởi vì vấn đề cái số điện thoại liên quan đến đời tư nhà người ta. Mà bạn lấy thì mình nghĩ là cũng chả để làm cái gì cả. Vơ thì số mấy? Còn tôi hay là cái số 2. Số 2 cũng một số rất hay. Cái màu 2 là cái màu tượng trưng cho sự máu lửa, tượng trưng cho sự chiến thắng. Nên tôi hay thích cái màu 2. Vâng, 29% đến từ hè. Và cũng là 26 dân. Như vậy số dân của hè và chim sẻ là ngang nhau. Liên tục soi tham để có thể. Các bạn biết vừa rồi sẻ tham để làm gì các bạn biết không? Tôi đố bạn biết luôn đấy. Chim sẻ soi tham
để xem là game thủ chỉ số giò của game thủ hè có tăng hay không. Nếu như 29% và vẫn tăng thì đó là bài dâng A của game thủ hè. Còn nếu như mà không tăng thì đó không phải là bài đi dâng A. Đấy, những thân soi thảm của các game thủ thì khi mà tôi ở top 1 cũng được dạy rất nhiều, và được dạy đấy chứ không phải là tự dưng biết chơi đâu, không phải tự dưng biết soi tham đâu. Các bạn nghĩ là các bạn vừa chơi bạn biết soi tham luôn? Không có. Tất cả các gì, tất cả những cái gì mà các bạn chơi là các bạn đều phải học. Vậy cũng phải học, lên đợi phải học, phi yêu phải học, lùa hiệu phải học, phi voi phải học, lùa voi phải học luôn. Muốn chúng ti chi rất nhỏ cũng phải học, kiểu xây e cũng phải học này. Đấy, các bạn ấy không thể nào mà tự dưng mà các bạn có thể trải nghiệm ra, kể cả chim sẻ nó cũng như vậy. Quay trở lại với bài chim sẻ, vâng, nhà của Hen nằm ở vị trí góc 3 giờ. Và trận này thì sẽ đánh được mấy A đến 5 A được. Một bài lực còn khá khỏe. Khi mà lên đời trong còn hai bão quả phụ đang bú dở. Đây rồi, bắt đầu đóng A. Rất khỏe về lực dành cho chim sẻ. Vâng, xây ruộng rất kẹt xì. Lên bánh xe. Tất nhiên sẽ là Nam A bài này. Một bài mà sẽ hoàn toàn có thể đánh được Nam A. Còn nếu như đánh 4A thì bài này sẽ là bài lên chặt ngoài sớm. Và để tránh cái tình trạng mà dâng A của bên thủ hè thì sẽ đánh Nam A là hợp lý. Nhưng đây là bài mà bằng sẻ có thế nhà khá rộng. Một cái ruộng xây xấu nhưng không sao. Nói về xây ruộng xấu thì rất nhiều ông cao thủ của chúng ta xây ruộng xấu. Hồng Anh cũng hay xây ruộng xấu này. Xen Long thì xấu vô đối rồi. Tiểu Thứ cũng hay có pha xây ruộng xấu. Quan trọng nó nhanh và nó hiệu quả thì là được. Sẻ đã dò thấy một vị trí ăn hoàng của Hè. Hè đang hoàng bởi đàn hiêu ở khá xa. Ồ không, vâng, sẻ đứng tên đầu tiên đối thủ. Đây rồi, một pha dường như là cái này đến từ game thủ chim sẻ mà tôi không biết. Vâng, một pha đã hiện ra pha dâng A của Hè rồi. Vâng, 5-5 và tỷ số là 2-2. Vâng, Hè để lây chờ game thủ chim sẻ. Vâng, 3-2 dành cho sẻ. Khoai dành Hè rồi. Vâng, 3-2 rất hay. Vâng, Hè đang điều cung vợ cá hay nhưng sẻ có con, vâng, hai con nông dân. Thằng vợ này nó rất là khó chịu. Vâng, như vậy tỷ số về cung vợ đang có lợi dành cho game thủ chim sẻ. Và chỉ cần sẻ đỡ được nhà thôi thì đoán của Hè sẽ bằng 0. Vâng, tiếp tục là những pha về rất bất của chim sẻ. Hè về rất hay. Vâng, nói về khả năng về, có lẽ Hè sẽ xuyên chim sẻ nắng. Nhưng sẻ không phải là một tay mơ trong khả năng về này. Quân của Hè đang mất khá nhiều rồi. Vâng, Hè lại trừ rồi, quýt không ơi đâu cả. Vâng, như vậy là 3-2 đánh chim sẻ. Và chỉ đoán kết thúc vòng đấu của mình trong buổi chiều ngày hôm nay, với một ngày mà không có một trận thua nào cả. Vâng, chiến thắng toàn diện dành chim sẻ. Chúc mừng chim sẻ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với mảnh máy của chiếc voi để có thể đến với những trận đấu cuối cùng của buổi tập luyện AC trong buổi chiều ngày hôm nay.